Kết quả đội tuyển nữ Thái Lan 6-0 đội tuyển nữ Campuchia, Thái Lan giành huy chương đồng. Đánh bại đội tuyển nữ Campuchia với tỷ số đậm đà, đội tuyển nữ Thái Lan đã giành huy chương đồng môn bóng đá nữ SEA Games 2023. Bàn thắng: Sawalak 15-33, Girapong 34, Panitha 51, Pattaran 54-88. Trước trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Campuchia đã gặp nhau trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 2023. Sự chênh lệch trình độ đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 15 phút ép sân, Thái Lan đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau quả đánh đầu của Sawalak từ đường chuyền ở cánh của đồng đội. 9 phút sau, Girapong tung cú đệm bóng cận thành nhân đôi lợi thế cho đội nhà. Cũng trong hiệp 1, Sawalak còn ghi thêm một bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 3-0. Đáng lẽ đội trưởng của đội bóng nữ xứ Chùa Vàng đã hoàn tất hat-trick trong hiệp 1, nhưng cầu thủ này đã không thể thực hiện thành công quả 11m ở phút bù giờ. Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan liên tiếp có hai bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Phút 51, Panitha đánh đầu sau tình huống phạt góc, và đến phút 55, Pattaran đệm bóng cận thành để nâng tỷ số lên 5-0. Chiến thắng 6-0 được ấn định cho Thái Lan sau pha thoát xuống rồi tung cú sút chéo góc của Pattaran ở phút 88. Trong suốt trận đấu, Campuchia cũng có một số tình huống có thể ghi bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà đã không thể tận dụng thành công. Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà, Thái Lan đã giành huy chương đồng trong lúc Campuchia trắng tay khi lần đầu tiên SEA Games được tổ chức trên sân nhà.